À, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay đây là đầu tay đến bảo dưỡng một cái máy giặt Panasonic. Panasonic inverter cửa ngang 10 kg. Đây là máy đời mới 2018. Và hiện tượng máy nó đang có quá trình tiếng kêu lạ. Và bây giờ thời gian là 3 năm rồi, cũng phải bảo dưỡng thôi. Nó sản xuất vào tháng 5 2018. Đấy, và bây giờ mình đang test thử để cho tiến hành bảo trì bảo dưỡng. Và mình sẽ cho mang ra sân thượng để mình bảo dưỡng máy. Đây là toàn bộ bên trong của máy. Máy này được thiết kế chạy dây cô loa nha, nên là nó có tiếng kêu thì mình sẽ xử lý. Đó. Còn từ ngày xưa nó chạy bằng động cơ trực tiếp. Động cơ trực tiếp thì không tốt bằng động cơ dây cô loa. Dây cô loa lúc nào cũng tốt hơn, đảm bảo hơn, độ bền cao hơn. Thiết kế bo mạch liền, vẫn dùng phao loại ngày xưa nhé, không phao đường mới, van cấp vẫn là van cấp thông dụng. Và lối thiết kế khác với ngày xưa.